Ngọc Anh xin kính chào quý khán giả của Đài Net TV. Chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Net Show và như thường lệ, ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một khuôn mặt rất quen thuộc trong chương trình Net Show, đó là chị Như Hạnh, là nhân viên truyền thông từ quận Hà Santa Clara, chị sẽ đến đây để chia sẻ chúng ta về những tình hình cập nhật của Covid-19 hiện tại. Ngọc Anh xin gửi chào thân mến đến chị Như Hạnh ạ. Đầu năm mới, mến chào Ngọc Anh và mến chào quý khán giả của Net TV đầu năm mà mình nói tình hình Covid không biết là nó có phù hợp với không nhưng mà tuy nhiên đây là điều thực tế, không nói không được, đúng không ạ? Thì thôi bây giờ ngày hôm nay em xin phép chị à, có thể à, đầu năm thì dĩ nhiên nói những gì vui, nhưng mà tuy nhiên tình hình Covid-19 hiện tại bây giờ nó cũng khởi sắc và nó cũng có nhiều cái điều vui hơn là những à, ngày tháng vừa rồi phải không thưa chị? Đúng rồi Ngọc Oanh. À, hôm nay càng ngày chúng ta lại càng có nhiều tiến bộ hơn uh -huh. trong uh, cái vấn đề mà đối phó với Covid. Và tính cho đến nay thì chúng ta cũng đã có khoảng 84% cư dân đã tiêm ngừa rồi. Đây là một cái tỷ lệ tiêm ngừa rất rất là cao so với những cái vùng khác và chúng ta cũng có trên 65% à, người từ 12 tuổi trở lên cũng đã tiêm liều hỗ trợ nữa đó Ngọc Anh dạ vâng. và cái trường hợp nhiễm trung bình trong 7 ngày hiện tại chỉ hơn 2.000 trường hợp tức là cũng đã xuống rất thấp, rất thấp so với những tuần lễ trước thì đây đầu năm chúng ta cũng có những tin vui, tin mừng đưa đến cho quý khán giả phải không Ngọc Anh? Dạ vâng, thế thì ngọc anh nghĩ rằng là tương lai sắp tới là nếu mọi người mà đi tiêm phòng hết thì chúng ta có thể là những cái cách phòng chống như là đeo mát hoặc là giãn cách xã hội sâu vít có thể nó được mình có thể xích lại gần nhau hơn đúng không chứ không <laughs> phải như những năm tháng vừa rồi dạ vâng để thứ chị chỉ có thể cho ngọc anh biết rằng là uh, hiện tại bây giờ thì uh, với cái tình hình là mọi người đã vaccine khá nhiều như vậy thì quận Hà Santa Clara mình có những cái 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 chủ trương hay có những cái chương trình gì sắp tới không? Đúng rồi, trong hơn 2 năm vừa qua với dịch bệnh thì chúng ta thấy mỗi lần chúng ta có những cái lệnh mới, y tế mới ừ. vì chúng ta đã có uh, những cái trường hợp À, nào nó tình cả, huống nào nó xảy ra trong quận hà rồi ngoài ra chúng ta cũng à, à, biết được thêm nhiều một chút về covid rồi mỗi lần như vậy những cái lệnh y tế mới nó đều giúp cho chúng ta được bảo vệ nhiều hơn theo với sự hiểu biết của từng thời điểm phải không ngọc anh và cho tới gần đây đó thì à, chúng ta lại có một cái lệnh y tế mới sửa đổi một chút về cái lệnh mà về xét nghiệm ban hành ngày đã được ban hành ngày 31 tháng Giêng thì cái lệnh mới này đó buộc quý vị phải được những cái cơ sở y tế mà bảo hiểm của quý vị đó họ bắt buộc phải uh, xét nghiệm cho quý vị nếu mà quý vị yêu cầu khi mà có một trong những cái trường hợp sau đây nó xảy ra chẳng hạn như là khi quý vị có triệu chứng covid 19 hoặc là quý vị đã có tiếp xúc với người nhiễm covid 19 trong 10 ngày vừa qua hoặc là quý vị được yêu cầu hoặc được giới thiệu đến để xét nghiệm COVID-19 uh, theo những cái hướng dẫn của tiểu bang hoặc là của quận hạt và nếu trong một trong những cái trường hợp đó xảy ra đó thì uh, quý vị uh, muốn được uh, xét nghiệm uh, thì cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị bắt buộc phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho quý vị trong vòng 24 giờ tức là không có được uh, trì hoãn, không có được kéo dài thì giờ uh, vì khi mình đến uh, mình xin được xét nghiệm, có được kết quả xét nghiệm càng sớm chừng nào thì uh, nếu mà mình trong trường hợp mình bị nhiễm thì có thể ngăn ngừa cái sự lây nhiễm, ngăn ngừa uh, cái cái bệnh bệnh tật ở ngay trong cái thời gian ngắn nhất để cho uh, mình không có làm cho người chung quanh người thân của mình những người mình tiếp xúc họ bị nhiễm giống như mình và nếu như mà họ uh, không có thể uh, cái, cái xét nghiệm của mình đó họ làm pcr tức là phải qua một cái vòng phòng thí nghiệm và uh, họ không thể cho biết kết quả trong vòng 72 giờ đó thì họ phải làm xét nghiệm kháng nguyên cho mình tức là cái rapid test cho mình đó Ừ. À, rồi rồi à, nếu mà họ không có đủ chỗ hẹn trong cái 24 giờ đó thì bắt buộc họ phải giới thiệu quý vị đến một cái cơ sở khác của họ ở nằm trong à, à, phạm vi quận hạt hay là cũng đôi lúc cũng có thể nằm ngoài quận hạt nhưng mà không có được cách xa cái chỗ ở của quý vị trên 10 dặm dặm và à, họ không thể à, yêu cầu quý vị đến một cái cơ sở bảo hiểm mà thuộc một cái hệ thống khác hoặc là chẳng hạn như là đến một cái uh, những cái cơ sở mà được quận hạt điều hành phải là cái cơ sở y tế của họ và uh, đó là những cái điều mới trong cái lệnh y tế mà mới ngày 31 tháng Giêng chúng ta có được uh, xin quý vị nhớ là nếu mà quý vị có bảo hiểm y tế muốn được xét nghiệm quý vị có quyền yêu cầu họ phải xét nghiệm cho mình. À, vâng, cái này đó là Ngọc Anh thấy là ở một vài nơi đó chị thử nghiệm covid 19 á, hình như là họ làm hơi họ làm việc hơi hơi quan liêu một chút, hay là tại vì cái lệnh này nó chưa được bắt đầu, nó chưa được có hiệu lực. thì cách đây cũng vài tuần đó Ngọc Anh cũng đi làm xét nghiệm covid 19 á, họ cũng gây cản trở cho Ngọc Anh rất là nhiều cơ không phải giống như là như là chị như hạnh vừa mới chia sẻ với khán giả cái này chắc cũng có nhiều quý vị cũng bức xúc lắm đúng rồi đó Ngọc Oanh. tại vì cái lệnh mới này đó nó có hiệu lực bắt đầu từ ngày 7 tây uh -huh. thì 7 tây tháng 2 hả chị dạ dạ vâng cho nên chi trước đó họ vẫn theo những cái quy định của cái uh -huh. luật y tế cái lệnh y tế cũ tức là uh, chỉ những người có những cái công việc thiết yếu những cái nhân viên thiết yếu uh -huh. thì mới yêu cầu họ làm những cái chuyện như vậy mà thôi dạ, vâng. và bây giờ đó bắt đầu từ ngày 7 tháng 2 thì tất cả mọi người có quyền yêu cầu cái hãng bảo hiểm y tế của mình phải cung cấp cái dịch vụ đó cho dù mình không phải là nhân viên thiết yếu. Dạ, vâng. Tại vì thực đó sự là quý, đó dạ, quý vị biết không là uh, cách đây vài tuần Ngọc Anh có dịp đi thử cái, cái, cái test cái covid 19 và đến một cái trung tâm y tế và Ngọc Anh thấy rằng là cái cách của họ đó làm cho cái người đến thử đó họ rất là bức xúc, họ không muốn thử luôn. Chẳng hạn như có những người lớn tuổi đó chị như hạnh, họ không biết dùng cái cái uh, những cái về kỹ thuật về uh, hiện đại bây giờ, cũng scan scan họ đâu biết dùng đâu các bác lớn tuổi nhưng mà nhân viên phục vụ đó họ không có tận tình chỉ dẫn ừ. và làm cho những cái cái bác mà trên năm mươi mấy đó họ kiệt vấp họ phải bỏ về mà nếu mà quý vị nghĩ đi nếu mà những bác đó đã có những cái triệu chứng cái symptom họ mới đến họ để thử đúng. mà vì mình gây cản trở như vậy họ không có thử được như vậy, họ đi về thì ảnh hưởng đến cộng đồng rất là nhiều. Do đó cái 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 cái, cái hiệu lực cái lệnh này nó có bắt đầu 31 tháng riêng năm 2022 nó sẽ có hiệu lực từ bắt đầu ngày hôm qua không chị tức là bắt đầu từ ngày 7. ngày bảy à, ngày 7 tháng 2. cái định ra rồi. thì để cho những cái cơ sở y tế họ có thì giờ họ xếp đặt lại cái công Đấy, việc vâng. ở trong cơ sở của họ và những cái lời mà chia sẻ của chị ngọc anh à, thật ra rất là đáng chúng ta phải quan tâm và nếu quý vị có những cái khó khăn gì để mà khi yêu cầu được xét nghiệm với cơ sở bảo hiểm y tế mà họ không có làm theo đúng cái lệnh này thì quý vị hãy lên cái trang là scccovidconcerns.org để uh, báo cho chúng tôi biết, để chúng dạ, tôi vâng. kịp thời can thiệp vì đây là cái quyền của quý vị phải được cơ sở bảo hiểm y tế xét nghiệm cho quý vị. Dạ, vâng. Tại vì Ngọc Oanh biết rằng nếu mà là những người nhân viên mà phục vụ đó trong cái vấn đề lĩnh vực mà uh, xét nghiệm covid 19 mà là người Việt thì ngọc anh nghĩ rằng là rất là tốt cho những người Việt chúng ta hoặc là đặc biệt là các cụ lớn tuổi đúng không? Nhưng mà ngọc anh đến cái 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 trung tâm đó ngọc anh rất là bức xúc. Bản thân ngọc anh đó là ngọc anh ghi pháp bỏ đi về luôn đó. Tại vì ngọc anh thấy những cái người lớn tuổi họ không biết cách dùng. Ngọc anh chỉ dẫn cho họ thì cái người phục vụ đó họ la họ hết, họ 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 nói rằng là đến đây là phải chuẩn bị thế này kia giống như họ bắt mình phải biết và ngọc anh rất là bức xúc và ngay ngày hôm đó ngọc anh thấy là có cái việc cãi vã giữa cái người đến um, kiểu như thử covid và cái người nhân viên phục vụ nữa nên đó là qua đây thì ngọc anh chị như hạn nói là nếu chúng ta có những cái gì bức xúc không không happy chúng ta có thể vào cái trang là chỉ có thể nhắc lại một yeah. lần nữa đó là cái trang scc uh, covid concerns .org, và chắc là như hạnh cũng sẽ xin đài đưa cái thông tin này lên trên màn hình để quý vị có thì giờ ghi chép xuống và um, chị ngọc anh biết không uh, tất cả những chúng ta đều cần biết những cái quyền Đấy. của mình à, vì vậy mà chúng ta mới có những cái chương trình như là chúng đúng ta đang làm hôm nay để đưa những cái thông tin để quý vị khi mà hiểu rõ về cái quyền của mình đó quý vị có thể yêu cầu và để được phục vụ đúng mức đúng cách để bảo vệ cho chính mình và một cái chia sẻ nữa mà như hạnh muốn đưa đến với chị ngọc oanh và quý khán giả là đây là một cái kinh nghiệm mà riêng đó là như hạnh cũng có cái một số cơ hội được giúp đỡ ở ngoài những cái nơi tiêm ngừa và xét nghiệm những cái địa điểm đó và gần đây thì ngoài cái chị Ngọc Anh biết là mỗi thứ năm ở ngoài Grand Central Mall Uh, có cái xe bus gọi là optimum Serve của cái chương trình xét nghiệm đó của tiểu bang. Họ có mặt ở đó từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối để xét nghiệm cho quý vị hoàn toàn miễn phí, không đòi hỏi giấy tờ gì. Họ có yêu cầu là quý vị ghi danh trước, nhưng mà có một số người rất là đông khi mà như hạnh ra giúp ngoài đó thì họ đến và họ hoặc là họ không biết hoặc là họ không hề có ghi danh gì trước cả có thể là họ đi chợ hay đi phố Đúng. đi ngang qua đó rồi họ thấy thì họ đi vào họ xét nghiệm mà thôi và à, như hạnh cũng có được cái cơ hội giúp đỡ cho họ thì có những cái hướng dẫn để mà à, họ có thể ghi danh tại chỗ và hạnh thấy những cái nhân viên ở đó họ rất là tận tình luôn cho tới lúc mà 7 giờ tối gần 7 giờ tối lúc mà họ bắt đầu họ Uh, dọn dẹp uh, cuốn uh, đồ đạc để mà đi về đó rồi có nhiều người chạy đến và như Hạnh nói với họ là ồm oh, những người này họ muốn được xét nghiệm thì những cái nhân viên ở đó vẫn tiếp tục vui vẻ và xét nghiệm cho, cho tất cả những cái người dù là những người đó đến trễ hoặc là không có ghi uh, danh gì trước thì cái kinh nghiệm của chị ngọc anh chia sẻ vừa rồi đó đó là một cái điều rất quan tâm nhưng hạnh chỉ mong rằng là mỗi cái địa điểm thì nó cũng khác nhau và có thể những cái nhân viên có nhiều địa điểm bây giờ quá đông họ cũng bị stress và quý vị cũng thông cảm dùm một chút cho những cái người đó nhưng mà cái quyền mà quý vị được xét nghiệm vẫn là cái quyền của quý vị và dù là như thế nào đi nữa họ có stress như thế nào đi nữa thì họ vẫn phải xét nghiệm cho quý vị. chào vâng cảm ơn chị như hạnh rất là nhiều trong cái vấn đề làm cái làm ấm lên và làm cho cái người những cái người mà họ đến covid thử covid họ cảm thấy là được an tâm hơn chắc là ngọc anh phải cần phải nói chuyện với chị nhiều hơn về những cái thông tin trong quận hạt santa clara về tình hình covid 19 quý vị nhớ theo dõi chúng tôi trong những chương trình lần sau hẹn gặp lại quý vị cũng như cũng như là chị như hạnh trong chương trình lần sau ạ. À. Um, Hạnh cũng đề nghị là uh, trong khi chúng ta bước qua thềm năm mới với những cái quan tâm về covid 19 và hiện giờ cái việc mà xét nghiệm nó đang rất là phát triển vì cái nhu cầu và mọi người cũng đã uh, bắt đầu hiểu được cái cái quyền lợi và cái, cái sự cần thiết của cái việc xét nghiệm thì chúng ta uh, tiếp tục nhận những cái câu hỏi những cái thắc mắc và trong những cái tuần lễ tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra những cái câu giải đáp những cái thắc mắc mà của quý vị về những cái vấn đề xét nghiệm hoặc là có liên quan đến Covid 19 và cảm ơn chị Ngọc Oanh cũng như đài nét việt rất rất nhiều trong những năm tháng vừa qua đã cùng đồng hành với Quận hạt để đưa những cái thông tin và những cái hướng dẫn đến cho quý vị giúp cho chúng ta được thêm an toàn và mong sắp đến cái ngày mà chúng ta sẽ có lại được một cái cuộc sống bình thường xin cảm ơn chị và cảm ơn tất cả